Chào cả lớp mình. Thì tối hôm nay chúng ta sẽ học về luyện tập dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9. Thì trước tiên cô sẽ hướng dẫn lại các con một chút xíu về các cái bài tập về nhà ấy. Một lớn là chúng ta chữa bài tập về nhà. Thì bài tập về nhà ở đây các con, một số bạn gửi cho cô bài tập về nhà mà sát giờ quá là cô chưa kịp xem. Có An Lộc đã gửi bài tập về nhà cho cô. Thì cô sẽ là chữa luôn. Ở đây bài 1 ý. Tạ An Lộc làm thì đúng rồi, nhưng mà con lại dùng ngôn ngữ bằng lời văn ý, viết thì nó dài quá. Ví dụ như là áp dụng tính chất chia hết của một tổng, xét xem mỗi tổng hoặc hiệu sau có chia hết cho 8 hay không. Thì là câu A mình chỉ cần nói là chúng ta sẽ kết luận là 24 cộng với 36 không chia hết cho 8, thì chúng ta giải thích như thế nào đây? Cô mời bạn Khánh Hà nào. Con thưa cô là 24 chia hết cho 8 nhưng mà 36 không chia hết cho 8 ạ. Đúng rồi. Chúng ta chỉ cần giải thích như thế, không cần viết lời văn cho phức tạp lên. Lộc ơi, con đồng ý không? Lộc Nào ơi. con đồng, con thưa cô con đồng ý. Rồi, cô cảm ơn con. Phương Giang hôm trước không học mà hôm nay trả lời như thế là cô mừng rồi. Thế thì câu B là 120 trừ đi 48. Hương Giang cho cô biết là hiệu này có chia hết cho 8 hay không? Dạ con thưa cô là dạ có ạ. Vì sao? Tại vì 120 chia hết cho 8 và 48 chia hết cho 8 nên là một hiệu này chia hết cho 8 ạ. À, hiệu này chia hết cho 8, đúng rồi. Rồi, giải thích như thế này sẽ ngắn gọn hơn nhé. Rồi, tiếp tục. Nào, câu C. Câu C là 155 cộng với 120 cộng với 72. Cô mời bạn Huy nào. Huy ơi. Dạ. Theo con thì tổng này có chia hết cho 8 không? Không. Vì sao? Cô vì 155 không chia hết cho 8. Rồi, gì nữa? Sao nữa? 120 như thế nào? Chia hết Ừ, cho 8. đúng rồi, giải thích hết cho hết nhá. Rồi gì nữa 72 con? chia hết cho 8. Đúng rồi con, chính xác rồi. Phải giải thích cho đầy đủ như thế nhá. Rồi, câu D. Câu D cô mời Đức Minh nào. Đức Minh ơi, à không biết đã nghe chưa, Đức Minh con nghe chưa? Đã nhẹ ạ. Cô hỏi là tổng này có chia hết cho 8 hay không? Cái gọi là không. Không. Rồi vì sao? Nhưng cô bởi vì 923 không chia cho 8. Rồi. Ngọc ơi, con đồng ý với bạn Minh không? Con thưa cô là Bạn bảo không chia hết cho 8, con đồng ý không? con thưa cô là không. Không, vì sao? Con thưa cô là vì tổng của biểu thức này nó chia cho 8. Thế con giải thích là con làm như thế nào? Cách làm của Làm con là như thế nào? chín trăm hai ba không chia hết cho tám, một Ừ. trăm ba không chia hết cho tám, 56 chia hết cho 8, nhưng mà tổng giá trị của nó lại chia hết cho 8. À rồi cô hiểu ý con rồi, cô hiểu ý con rồi. Con rất là tỉnh táo. Nhưng mà cô có cách khác để giải thích tốt hơn. 923 trừ đi 123 bằng bao nhiêu đây? Ngọc ơi. Được cô là bằng 800. Đúng rồi, bằng 800 chia hết cho 8. Người ta đánh lừa chúng ta đấy. Cách giải thích này sẽ hơn, tốt hơn cách giải thích của con một chút xíu nhá. 56 chia hết cho 8 cho nên là tổng trên chia hết cho 8.
Sau này chúng ta gọi là tổng đại số nhé. Bây giờ các con cứ gọi là tổng giúp cô. Lộc ơi, con có hiểu không? An Lộc ơi, con hiểu bài không? Có. Như vậy thì bài tập này nhắc nhở chúng ta điều gì mà ở tiết trước cô đã nói rồi? Bài tập này nhắc nhở chúng ta điều gì? Có ai nhớ không? Không nhớ thì cô nhắc nhá. Bài tập này nhắc nhở chúng ta đấy là tính chất chia hết của một tổng ý. Trường hợp không chia hết, nó là chỉ đúng trong trường hợp là chỉ một số hạng không chia hết cho một số, còn các số hạng còn lại thì chia hết cho số đó, thì tổng không chia hết cho số đó. Mà trong tổng này có hai số hạng không chia hết cho 8, thì lúc đó chúng ta phải bình tĩnh và xem xét lại một cách kỹ càng trước khi kết luận. Đấy, một chiều nay có một vài bạn có gửi bài cho cô, nhưng cô kiểm tra cô thấy sai ở đấy. Thì là bạn nào cô không nói tên ở đây, bạn nào sai thì kiểm tra lại nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang bài tập số 2. Bài tập số 2 thì trong các biểu thức trên, biểu thức nào chia hết cho 2, cho 3, cho 5, như vậy là có 3 biểu thức. Nhưng mà các con là có một bạn gửi cho cô nhưng mà chỉ xét mỗi biểu thức A thôi, bài số 2. Đây là biểu thức A bằng 1 nhân 2 nhân 3 nhân 4 nhân 5 trừ đi 40. Biểu thức A này xét xem là có chia hết cho 2, chia hết cho 3 hay không. Hãy xét cho cô biểu thức A này nào. Bạn nào trả lời được, cô chỉ chữa mỗi biểu thức A, còn B và C chúng ta làm tương tự nhé. A có chia hết cho 2 hay không? Vì sao? Mời cô hỏi một bạn xem trả lời được không nhé. Cô mời Long Đức nào. Theo con A có chia hết cho 2 không? Cô, bài này em không tính ra được. À, không phải tính, mình không tính con nhé. Rồi, mời An Lộc nào, A có chia hết cho 2 không? Con thưa cô là A chia hết cho 2. Vì sao A chia hết cho 2? Đúng rồi đấy. Tại vì là trong cái chỗ này là có hai số chia cho 2 mà. Vì 1 x 2 x 3 x 4 x 5 đương nhiên chia hết cho? Cho 2. Vì là tích có thừa số 2. Rồi, tốt rồi. Và 40 cũng như thế nào đây? 40 cũng chia cho 2. Rồi, Long Đức ơi, con hiểu bài chưa? Con hiểu rồi ạ. Rồi, vậy Long Đức xét cho cô xem là biểu thức A này có chia hết cho 3 không? Rồi, biểu thức A cũng chia hết cho 3 vì số 2 không chia hết được cho 3. Không phải, thế thì là ai giải thích được nào? Bạn nào hiểu rồi giải thích giúp cô nào? An Lộc chắc là cũng làm được rồi. Thế thì những bạn còn lại nào? Tạ Minh Hoàng ơi, con giải thích được không? Chúng ta giơ tay đi cho giờ học sôi nổi nào. Hoàng ơi, con bật mic lên, con trả lời được không? Em không. À, rồi. Rồi, như vậy là những bạn khác không giơ tay, nghĩa là chắc là không giải thích được. Cô mời Hương Giang nào. Dạ, em thưa cô. A không chia hết cho 3 vì 1 x 2 x 3 x 4 x 5 không chia hết cho 3 và 40 không chia hết cho 3. Ừ, An Lộc ơi, con đồng ý với bạn Hương Giang không? Là cô là có. Con nghe được thế nào mà con bảo là có? Bạn ấy bảo là 1 x 2 x 3 x 4 x 5 không chia hết cho 3 mà. À, có chia hết cho 3. À, tích này chia hết cho 3 vì có thừa số 3 ở trong này đây Hương Giang này. Tích có thừa số 3 ở trong này thì tích sẽ chia hết cho 3, con hiểu không? Đấy, và 40 không chia hết cho 3. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng tính chất chia hết của một tổng thì chúng ta áp dụng vào thì ta thấy là nó vẫn đúng cho trường hợp một hiệu. Thì trong đó thì số bị trừ chia hết cho 3 mà số trừ không chia hết cho 3 nên hiệu không chia hết cho 3. Giang ơi, con hiểu chưa? Đã rồi ạ. Rồi, A có chia hết cho 5 hay không? Cô mời một bạn nào, cô mời Khánh Hà nào. 1 x 2 x 3 x 4 x 5 có chia hết cho 5 không?
Trong tích này có thừa số 5 cho nên tích sẽ chia hết cho 5 Hà nhá. 40 có chia hết cho 5 không Hà ơi? 40 chia hết cho 5. Đúng rồi, rất là tốt. Vậy thì biểu thức A có chia hết cho 5 không con? Con thưa cô có. Rồi tốt, rồi cô cảm ơn, cố gắng lên con nhá. Vậy thì chắc là cô phải chữa thêm biểu thức B nữa rồi. Vì là cô thấy là các con chưa chắc chắn ở chỗ này rồi. B bằng 4 x 7 x 5 trừ đi 34. Xem nào, xét xem là B có chia hết cho 2 hay không. Rồi Hương Giang ơi, B có chia hết cho 2 hay không con? Dạ có ạ. B chia hết cho 2 vì sao? Dạ, thưa cô là tại vì 4 x 7 x 5 chia hết cho 2 và 34 chia hết cho 2 ạ. Đúng rồi. Rồi, rất là tốt. Cô mời bạn Huy nào. Huy ơi. Đức Huy ơi, con bật cam lên. Dạ. B có chia hết cho 5 không? Em cô là không. Vì sao? Cô vì 4 x 7 x 5 chia hết cho 5, 34 không chia hết cho 5. Rất tốt, con đã hiểu bài rồi. Cô cảm ơn. Rồi, các con chữa bài vào nhé. Đấy là bài số 2. Cô chữa thêm một bài số 3 nữa. Bài số 4 là bài nâng cao lên thì Lộc, An Lộc con làm đúng rồi. Tuy nhiên là chắc cô sẽ nói cho con một chút xíu là con không cần thiết là phải để cái số ở trong ngoặc to như thế nhé. Các con chụp màn hình lại giúp cô nhé. Rồi, chúng ta sẽ chuyển sang bài số 3. Vì các con gửi bài muộn nên là cô không chữa bài được. Cho các con thì rất là thiệt thòi cho các con. Bài số 3 là tìm số tự nhiên x để. Lộc làm bài này cũng khá là tốt. Tuy nhiên là bài câu C là con bị nhầm một tí. Anh Lộc trình bày câu A cho cô nào. Được cô ạ. M ngoặc x cộng 3 đóng ngoặc chia hết cho x vi là x chia hết cho x rồi nên là x là ước của bà. Rồi, vì x cộng 3 chia hết cho x. Mà x thì đương nhiên chia hết cho x rồi. Cho nên suy ra 3 sẽ như thế nào con? Được cô làm 3 sẽ chia hết cho x. Rồi, rất là tốt. Đấy, nhờ cô giảng lại nhé. X cộng 3 chia hết cho x. Mà số hạng thứ nhất của tổng x cộng 3 là x thì đương nhiên chia hết cho x nên số hạng thứ hai của tổng cũng phải chia hết cho x. 3 chia hết cho x, nếu như mà 3 chia hết cho x thì người ta gọi là 3 là gì, còn x là gì, con nhớ không? Cô, 3 là bội. Đúng rồi, còn x là gì của 3? X là, còn x là ước của 3. Đúng rồi, rất tốt, x là ước của 3, đúng rồi. X thuộc ước của A, của 3. Mà ước của 3 là gồm những số nào đây, Ngọc? Con thưa cô, ước của 3 là 1. Và bao nhiêu? 3. Đúng rồi, rất là tốt. Đấy, các con hôm sau cố gắng gửi bài sớm cho cô để cô chữa thì nó đỡ hơn. Bởi vì là cô không biết là chỉ mỗi Lộc làm được thôi, còn không biết là những bạn khác có làm được hay không ấy, cho nên cô phải chữa nào. Tương tự như câu A là câu B, 8 trừ đi x chia hết cho x. Bạn nào làm được ngoài An Lộc ra? Cô nghĩ Ngọc cũng làm được rồi. Thì có ai là Đức Minh ơi, con làm được câu B không? Em chưa làm được. Minh Hoàng sẽ trình bày cho cô câu B nào. Em thưa cô là vì mở ngoặc 8 trừ x đóng ngoặc chia hết cho x mà x chia hết cho x nên 8 chia hết cho x ạ. Đúng rồi. Suy ra gì con? Suy ra x
thuộc ước của 8 ạ. Đúng rồi. Rất đơn giản, rất là chịu khó đấy. Đấy, giống như bài trên thôi. Mà ước của 8 là gồm những số nào? 1, 2, 4, 8 ạ. Hương Giang ơi, con nhận xét cho cô xem thử là bạn làm như thế con đồng ý không? Dạ em thưa cô là sai ạ. Ồ, sai chỗ nào? Dạ em thưa cô là không có 1 ạ. Ồ, 1 không phải là ước của 8 à? À, áo vải ạ. Phải. Bạn đồng ý không ạ? Đúng rồi, 8 chia hết cho 1 mà con chắc là con nhầm một chút xíu ở đâu đó đúng không? Rồi, cô hỏi những bạn không có bài làm xem thử là có hiểu bài. Ngọc ơi, con hiểu bài không? Không có. Rồi, cô cảm ơn. Ngọc cố gắng lên hơn trước, buổi trước con học hơi thiệt thòi. Long Đức ơi, con hiểu bài không? Không hiểu rồi ạ. Rồi, Đức Huy, con hiểu bài không? Có. Rồi, giỏi. Câu này khó hơn một tí xíu xíu thôi. Và ở trong bài thì là Lộc gửi cho cô chưa được chuẩn chỉ cho lắm nên Lộc làm lại giúp cô xem nhé. Bạn nào làm được luôn bây giờ đây thì hãy giơ tay lên, còn cần thời gian suy nghĩ thì khoan đã giơ tay để cho cô biết. An Lộc ơi, con trình bày cho cô câu C này nào. Nó cô là vì x cộng 3 là bằng m ngoặc x cộng 1 đóng ngoặc cộng 2 vì đúng rồi m ngoặc x cộng 1 đóng ngoặc chia hết cho m ngoặc x cộng 1 đóng ngoặc nên 2 sẽ chia hết cho m ngoặc x cộng 1 đóng ngoặc. Vậy đúng x rồi. Là 0 và 1. À, đúng rồi, chính xác, con diễn đạt tốt hơn trong bài của mình rồi. Như vậy ta có là x cộng 3 ấy, là sẽ bằng x cộng 1 mà cộng với 2. Và chúng ta thấy rằng là vì là x cộng 1 thì đã chia hết cho x cộng 1 rồi. Đấy. Vậy thì để cho x cộng 3 chia hết cho x cộng 1 thì bắt buộc 2 cũng phải chia hết cho x cộng 1. Nên suy ra 2 chia hết cho x cộng 1. Đấy. 2 chia hết cho x cộng 1 thì x cộng 1 là gì của 2? Cô hỏi Mẫn Minh nào. Suy ra x cộng 1 là gì của 2 con? Gọi là gì của 2 con nhỉ? Đức Minh ơi. Nên chúng cô là ước của 2 ạ. Đúng rồi. Vậy thì ước của 2 là gồm những số nào con? Ước của 2 gồm như là số 1 này, số 2. Đúng rồi. Đấy. X cộng 2 là gồm có 2. Ô xin lỗi. Ước của 2 là gồm có 2 số là 1 và 2. Vậy thì chúng ta sẽ xét 2 trường hợp là x cộng 1 là bằng 1 và x cộng 1 là bằng 2 thì chúng ta tìm x nhé. Đấy. Như vậy nếu x cộng 1 mà bằng 1 thì x bằng bao nhiêu Khánh Hà ơi? Con cho cô là x bằng x cộng 1 mà bằng 1 thì x bằng bao nhiêu con? X bằng 1 trừ 1, x bằng 0. Bằng bao nhiêu? Đúng rồi, tốt. X cộng 1 bằng 2 thì x bằng bao nhiêu con? X bằng 2 trừ 1, x bằng 1. Đúng rồi, rất là tốt. Vậy chúng ta tìm được hai giá trị của x là x bằng 0 và 1. Các con ghi vào cho cô. Rồi, cô chữa qua một chút xíu nữa về cái câu D để nói cho về cái câu 4 để nói cho Lộc. Một chút xíu nữa là chúng ta sẽ chuyển bài. An Lộc làm đúng hướng rồi con nhá, nhưng mà ví dụ như cô nói là ở cái chỗ là chia hết cho 6 ở cái biểu thức là C bằng 5 cộng với 5 mũ 2 cộng với 5 mũ 3 cộng với chấm 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 cộng với 5 mũ 20 ấy. Chia cho 6 thì ở đây là con tính là 5 cộng với 5 mũ 2 là bằng 5 cộng 25 là bằng 30 cũng được. Nhưng mà con có thể biến đổi là 5 cộng với 5 mũ 2 chúng ta sẽ biến đổi 5 là bằng 5 nhân 1.
5 mũ 2 là bằng 5 nhân 5. Vậy thì đặt thừa số 5 ra ngoài trong ngoặc còn gì Lộc ơi? Đặt thừa số 5 ra ngoài. Theo tính chất phân phối của phép nhân được phép cộng ý. Thưa cô là đặt thừa số 5 ra ngoài thì ta còn tích thứ nhất còn bao nhiêu? 5 x 1 mà đặt 5 ra ngoài rồi thì còn lại 1. Tích thứ hai còn bao nhiêu? Con thưa cô là 5. Ừ đấy, thì 1 cộng với 5 là bằng 6 đấy. Con hiểu chưa? Và được tiếp rồi. Tục như vậy đây, chúng ta đặt 5 mũ 3 ra ngoài. 1 cộng với 5 con nhé. Vân vân. Vậy là chỗ này đặt 5 mũ 19 ra ngoài thì trong cũng còn lại là 1 cộng với 5. Từ cái nào bài này hơi nâng cao một chút xíu rồi. Như vậy đây sẽ là 5 nhân với 6 cộng với 5 mũ 3 nhân 6 cộng chấm 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 cộng 5 mũ 19. Lộc có hiểu chỗ này không? Minh ơi, con hiểu chỗ này không? Bài này hơi cao đối với ta rồi đấy. An Lộc hiểu chỗ này chưa? Nghe rồi. À, và như thế thì tất cả các tích này đều chứa thừa số 6. Cho nên là tất cả các tích này đều chia hết cho 6 thì theo tính chất chia hết một tổng thì là biểu thức C sẽ chia hết cho 6 con nhé. Đấy, nhưng mà nếu trong trường hợp này con không hiểu lắm và con không nhớ để có thể làm bài tương tự thì con hãy làm như trong bài con gửi cho cô cũng được con nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần 2 là luyện tập dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9. Vậy thì con hãy nhắc lại cho cô dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9 là dần dần nha. Luyện tập dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9. Bạn nào nhắc cho cô dấu hiệu chia hết cho 2 nào? Ai nhớ giơ tay lên. Cô mời Đức Huy nào, rất giỏi. Cô dấu hiệu chia hết cho 2 là các số tất cùng là 0, 2, 4, 6, 8. Rất là tốt. Các số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2. Giỏi, tốt. Rất nhiều bạn giơ tay rồi. Dấu hiệu chia hết cho 3, bạn nào nhớ nào? Dấu hiệu chia hết cho 3, cô gọi xem có ai giơ tay ở đây. Cô mời Long Đức nào? Cô dấu hiệu chia hết cho 3 là lấy tất cả số cộng lại với nhau. Nếu số nào chia hết cho 3 thì số chia hết cho 3. Rồi rất hiểu bài, cô hỏi một bạn khác xem trình bày có khác không nhá. Mời bạn Minh Hoàng nào, Minh Hoàng bật cam lên. Em thưa cô là số nào có tổng chết cho 3 thì số đó. À, như vậy là các con có nhớ đấy, nhưng mà diễn đạt cho nó chính xác thì chưa được chính xác. Chính xác lắm, cô nhắc lại. Số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 và chỉ những số đó mới chia hết cho 3 nhé. Rồi, hai dấu hiệu chia hết cho 5 nào. Dấu hiệu chia hết cho 5. Không ai nhớ dấu hiệu chia hết cho 5 à? Đây. Cô mời Đức Huy nào. Em ơi, cô dấu hiệu chia cho 5 là số tận cùng là 0 và 5. À, số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5. Đúng rồi, rất là tốt, con nhớ rồi. Lộc ơi, dấu hiệu chia hết cho 9 nào. Con nói có dấu hiệu chia hết cho 9 là tổng các số cộng lại chia hết cho 9. Tổng các số à? Số có tổng các chữ số nhá. Số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm cho cô bài tập đầu tiên về ôn tập các dấu hiệu chia hết. Chúng ta sẽ có
3 phút để nhắn vào hộp chat cho cô nhé. Bây giờ chúng ta chữa bài để có nhiều thời gian hơn cho phần luyện tập nhé. Nào, câu 1, bài số 1 là các số nào chia hết cho 2 ở đây? Cô mời bạn Hà ơi, con tìm được những số nào chia hết cho 2 đây con? Con tìm được số... Con thưa cô, con tìm được số 1010. Rồi. Chấm phẩy... 1010 rồi. 1984. Rồi. Chấm phẩy. Tiếp con. Số nhỏ quá con không thấy à? Hay sao? Rồi, bạn khác sẽ bổ sung cho bạn Hà nhé. Hoàng ơi, con bổ sung nào. Tạ Minh Hoàng. Con thưa cô, em bổ sung số 1076 ạ. Rồi, còn nữa không? Con bổ sung tiếp. 2782 ạ. 2782 rồi. Còn 3, số nào nữa không? 3.000 bao nhiêu? 3.400 rồi. Rồi. Tiếp, còn nữa không? 7.800 ạ. Rồi, Hương Giang ơi, con đồng ý với bạn ấy không? Dạ, em đưa cô là có. Rồi, cô cảm ơn con. Các số chia hết cho 5. Rồi bạn Minh nào, các số chia hết cho 5 là những số nào? Minh ơi. Hay là không nghe không biết. Minh ơi. Dạ. Các số chia hết cho 5 là những số nào? Nương cô là các số chia hết cho 5 là 1010. Rồi. 6375. Rồi. 7800. Rồi, bạn Ngọc ơi, con đồng ý với bạn Minh không? Được cô là có. Rồi, cô cảm ơn con. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài tập số 2 nhé. Bài tập số 2 là phải tư duy một chút xíu này, chúng ta cố gắng này. Tìm số tự nhiên N sao cho các số sau vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5. Như vậy là cô thấy có rất nhiều bạn người kết quả đúng cho cô ở đây. Bạn Bùi Đức Huy, các số chia hết cho 2 là như vậy. Bài trước con cũng gửi đúng đây này. Đức Huy hôm nay tương tác nhiều rồi, tốt hơn rồi. Rồi, giỏi lắm. Vũ Hương Giang gửi đúng kết quả bài số 1 là đúng hết cả 2 ý A và B luôn rồi. Rất là tốt, cảm ơn con. Đấy, Đức Huy, Hương Giang, Minh Hoàng gửi cho everyone. Minh Hoàng gửi cho everyone rồi con ơi. Rồi bây giờ ta chữa bài này nhá. Nào, các số tự nhiên vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 thì có đặc điểm gì? Bạn nào biết thì giơ tay lên. Mời bạn Minh Hoàng nào. Em thưa cô là số có tận cùng là 0 ạ. Rất là tốt, chính xác rồi. Cho nên là số N vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 lại lớn hơn 136, bé thuộc 182 là thuộc tập hợp gồm những số nào đây? Hoàng ơi trả lời luôn. Em thưa cô là 140, 150, 160, 170, 180 ạ. 140, 150, 160, 170, 180. Rồi, ai có kết quả như thế này thì giơ tay lên cô xem có bao nhiêu người có cùng kết quả nào. Giơ tay giúp cô để cô đếm số người giơ tay. Minh Hoàng ơi, câu A con làm thế nào? Còn Ngọc gửi câu A. Câu A chia hết cho 2, Ngọc kiểm tra lại xem như thế đúng chưa? Câu B,
Câu B con kiểm tra lại xem đúng chưa. Con đọc đề cho kỹ Ngọc nhá. Cô mời Minh Hoàng câu A nào. Em cho cô câu A là các số 250, 520 và 502. Rồi. Lộc ơi, con nhận xét xem bạn làm thế con đồng ý không? 250 này. 520 này. Và 502 con đồng ý không? Con thưa cô là con đồng ý. Con có bổ sung thêm số nào không hay là chỉ như thế thôi? Chỉ như rồi thôi cô. Rồi. Số có chữ số tận cùng là 02468 thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2. Thì ở đây thì chỉ có là chữ số 0 và chữ số 2 có thể nằm vào chữ số tận cùng được thôi. Nhưng mà ta lưu ý là ở đây có số 0 thì không thể là nằm ở chữ số hàng trăm được. Và ở đây là số có 3 chữ số khác nhau đây Ngọc nhá. Đấy, Ngọc bị nhầm nhá. Rồi, Ngọc đọc cho cô kết quả cô B nào. Cô câu B bằng 205. À, Long Đức đã mở được cam rồi. 205 là 1 rồi. Số nào nữa? Là 6 thế. Rồi, bạn khác nhá. Rồi cô mời Ngọc xem lại xem là như thế nào đây. Hương Giang ơi, còn số nào nữa nào? Dạ em thưa cô là còn số 250 và 520 ạ. Đúng rồi, 520. Đấy. À, cô hỏi một bạn xem Đức Minh ơi con đồng ý không? Đức Minh đâu rồi? Ý kiến bạn. À, rồi, và Đức Minh cô cũng thấy gửi rất là sớm và đúng. À, còn bạn Ngọc thì ở trong bài là con cũng gửi như thế này mà con có thừa thêm số 500 này. 500 này thì đương nhiên là chia hết cho 5 rồi, nhưng mà ở đây người ta bảo là số có 3 chữ số khác nhau thì 500 không phải là số có 3 chữ số khác nhau Ngọc nhá. Con hiểu chưa? Vâng. Rồi, cô cảm ơn con. Nào, Minh Hoàng, câu A. Em cho cô câu A, em chọn số 471 ạ. Vì sao con không chọn 5445? Em cho cô về 5445 chia hết cho cả 3 và 9 ạ. Đúng rồi. Rồi, số 3240 có tổng các chữ số bằng bao nhiêu? Số 3240 có tổng các chữ số bằng bao nhiêu Hoàng? Cô có tổng các chữ số là 9 ạ. Đúng rồi, cho nên số 3240 chia hết cho bao nhiêu? Chia hết cho cả 3 và 9 ạ. À, đúng rồi, rất là tốt. Đấy, như vậy câu A chỉ có số 471 thôi. Rồi, còn câu B. Số nào chia hết cho cả 2, 3, 5, 9? Cô mời Vân Huy nào. Theo cô là 5445. Ừ, rồi, rồi. Cả rồi. Cả 3240. Rồi, cô cảm ơn con. An Lộc nhận xét câu trả lời của bạn Huy nào. Số 5445 theo con bạn đấy trả lời là làm một số chia hết cho cả 2359, con đồng ý không? Con thưa cô bạn đấy làm sai rồi. Sai. Vì sao lại sai con nhỉ? Tại vì là số 5445 không chia hết được cho 2. Đúng rồi, rất là tốt. Bạn Huy con cần tỉnh táo nhá. Chia hết cho cả 2 và 5 và 5 phải có chữ số tận cùng là 0 con nhé. Đấy,
Như vậy là số 3240 mới là số đúng cho câu B con nhé. Vi ơi, con hiểu bài chưa? Rồi ạ. Rồi, cô cảm ơn con. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào tiếp câu số 5. Câu A là hơi nhiều số cho nên là nhiều bạn là nhắn bị đọc không kỹ đề, nhắn bị nhầm hoặc là nhắn sót số nhé. Dùng 3 trong 4 chữ số 7620 ghép thành số tự nhiên. Có 3 chữ số sao cho số đó. A là chia hết cho 3. Nhắc lại dấu hiệu chia hết cho 3. Lộc ơi. Con thưa cô, dấu hiệu chia hết cho 3 là các chữ số trong số đó tổng đều chia hết cho 3. Tổng các chữ số của số đó chia hết cho 3. Thì số sẽ, đó sẽ chia hết cho 3. Rồi, vậy thì câu A là chúng ta sẽ viết được là gồm những số nào, hay nói cách khác là ta chọn 3 chữ số nào thì ghép lại được một số chia hết cho 3 nào. Cô mời bạn Đức Minh nào, chọn 3 chữ số nào. Đức Minh trả lời cho cô. Cô là số 7, số 2, số 6. Số 7, số 2, số 6 là một bộ nhá. Còn bộ nào nữa không? Còn bộ 3 số nào để ghép thành các số có 3 chữ số chia hết cho 3 nữa không con? Nhưng cô là 702. Không, số 7, số 2 và số nào con? Cô số 7, số 2, số 6 và số là bộ 3 chữ số 7, 2 và chữ số nào nữa? Và chữ số 0 đúng không? Trong bài của con cô thấy như thế mà. Đúng chưa? Với 3 chữ số 7, 2, 6 này chúng ta ghép được bao nhiêu số chia hết cho 3, Minh ơi? Hay là chỉ làm như thế thôi. Cô cũng thấy con gửi mà không có quy luật đấy. Rồi cô sẽ hướng dẫn chữa luôn nhé. Mình gửi kết quả đúng nhưng mà chắc là các con quên rồi. Đây, chúng ta thấy là 7 cộng với 2 là 9, 9 cộng với 6 là 15. Như vậy là tổng 3 chữ số này bằng 15. Cho nên dùng 3 chữ số này chúng ta sẽ ghép được thành các số có 3 chữ số, các số tự nhiên có 3 chữ số mà chia hết cho 3. Tương tự như vậy đối với số 7, số 2 và số 0 thì tổng của 7, 2, 0 là bằng 9. Đấy. Nhưng bây giờ với 3 số 7, 2, 6 thì chúng ta sẽ ghép được 6 số tự nhiên có 3 chữ số. Còn số 7, số 2 và số 0 thì chỉ ghép được 4 số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau thôi. Đây là ta đang nói đến chữ số khác nhau. Tại sao lại khác nhau ở đây? 7, 2, 6 chúng ta sẽ ghép được thành 6 số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau. Vì sao lại nói đến khác nhau ở đây? Mận Ngọc vẫn đọc chưa kỹ đề bài ở đây là dùng 3 trong 4 chữ số đấy các con này. Dùng là ví dụ như bạn Ngọc viết là số 777 là không đúng. Bởi vì ở đây nếu như 777 là chỉ viết là chỉ dùng 1 chữ số trong 4 chữ số thôi. Cho nên là đây dùng 3 chữ số con nhé. Ở đây chữ số 7 dùng 3 lần, dùng một chữ số nhưng dùng 3 lần. Như vậy các con đọc kỹ đề bài để hiểu ý nghĩa của đề bài nhé. Như vậy câu A để viết vừa nhanh vừa không sót thì cô hướng dẫn các con. Ở đây không ai làm theo quy luật này nên cô hướng dẫn các con. Đã chọn chữ số 7 làm chữ số hàng trăm thì chữ số 2 và chữ số 6 sẽ lần lượt đổi chỗ cho nhau làm chữ số ở hàng đơn vị và hàng chục, chẳng hạn như là 726, 762. Tiếp theo chúng ta chọn chữ số 2 làm chữ số hàng trăm thì chúng ta sẽ viết được hai số nào? An Lộc nào? Là số 2 bao nhiêu nhỉ? Nó có là 267. 267 và 267 276. Đúng rồi, 276. 672 720 702 207 27. Khoan, con đọc chậm thôi. 6 đến đây rồi, 672 rồi, 6 gì nữa? 627. Đúng rồi, 627. Đây là chúng ta đang nói đến là bộ 3 chữ số 726 sẽ ghép được là thành 6 số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau, chia hết cho 3. Bây giờ chúng ta tiếp theo sang bộ 3 chữ số là 720. Thì tại sao, Lộc có thể trả lời cho cô là tại sao ở trong trường hợp này chúng ta chỉ viết được 4 số tự nhiên có 3 chữ số không? Không phải là 6 như ở trường hợp mà chúng ta vừa viết xong mà chỉ được 4 thôi. Vì sao Lộc biết không?
Không. À không. Ai biết thì đưa tay nào. Ai chưa biết bỏ tay xuống. Đức Minh ơi, con biết không? Là bởi vì là có chữ số 0 ở đây. Mà chữ số 0 thì không thể là ở vị trí là chữ số hàng trăm được. Cả lớp rõ chỗ đó chưa? Cho nên chúng ta chỉ viết được 4 số thôi. Đó là gồm 4 số nào? Cô mời bạn Hương Giang nào. Dạ em thưa cô là câu là 4 số là 6.270. Con 6... sai rồi. Dùng 3 trong 4 chữ số mà người ta đang nói đến là dùng 3 chữ số 2, 7 và 0 này mà. Mời Ngọc nào xem thử con biết không. 7, 2, 0 này. Rồi gì nữa? 7, 7 0, 2. 0, 2. Rồi tiếp là? 2, 0, 7. 2, 0, 7. 2, 7, 0. Đúng rồi. Rồi. Tốt. Câu B nào. Câu B Lộc ơi. Câu B chúng ta sẽ dùng 3 trong 4 chữ số nào thì sẽ viết được thành số chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9. Con nói cô là 777. Dùng 3 trong 4 chữ số mà con. Con lại sai rồi. 3 trong 4 chữ số thì cô vừa mới nhắc ở đây 777 là chỉ dùng 1 chữ số mà dùng đến 3 lần rồi này. Ừ, rồi cô mời Đức Minh nào. Ta dùng 3 chữ số nào con? Đức Minh ơi đâu rồi? Cô là 726. 726, 726, 7 cộng với 2 cộng với 6 là bằng bao nhiêu con nhỉ? Cô là bằng 15. Bằng 15, chia hết cho 3, có chia hết cho 9 không? Không ạ. À, như vậy là chính xác rồi. Vậy thì ta sẽ viết được chính là 6 số đầu tiên này đúng không con? Vâng. Rồi, rất là tốt, cô cảm ơn con. Vậy cả lớp chúng ta viết vào cho cô. Bạn Minh cũng nhắn cho cô ở trong này, đúng rồi. Nhưng mà con cũng không tuân theo, con viết 7, 6, 2, 6, 7, 2 như thế thôi, đúng không? Nếu viết theo quy luật này thì nó sẽ nhanh hơn và sẽ không bị lặp lại hoặc là không bị sót số các con nhé. Chúng ta lần lượt chọn các chữ số 7, 2, 6 làm chữ số hàng trăm. Đấy. Thánh Hà ơi, con hiểu bài không? Con có. Rồi, cô cảm ơn con. Rồi, như vậy là tối hôm nay thì bài tập cũng khá là nhẹ nhàng và các con học tương tác rất là tốt. Tuy nhiên là bạn Long Đức thì cố gắng khắc phục cái cam cho cô nhé. Khắc phục cái mic cho cô. Còn bây giờ thì chúng ta nghỉ thôi, cô gửi bài tập lên nhóm sau. Và ngày mai cô sẽ gửi video nhé. Cô chào cả lớp.